có độ mấy thầy giống nhau không mọi người, hay là giống là tại khác thầy như khác nãy mấy con khác nãy cái chuối chuối khác chết gà luôn giờ. Để trong bao bao nhỏ xíu rồi đụ má có lỗ không? Lỗ nhóc vô mà. Tháo bẩn những bò lên đi. Anh hỏi sao bỏ bao kìa. Không phải lấy cái vỏ kìa. Để vỏ nó đi. Rồi sạch đó hả? Ừ. Cái gà nhỏ gà, qua gà mua đường đâu chứ? Dạ. Không mua đường đâu chỉ chỗ mua kìa. Mua của ông anh á, ông anh lò đường nhà á. Chỗ nào? Ở trên đây nè. Gần ngã tư cục sâu xét. Ừ đúng á, gần ngã tư cục sâu xét. Ông tên gì? Tên Ghe. Ghe. Không có bán thủ gì luôn á. Đường đó là đường nguyên chất luôn đó, không pha không gì đó, ngon đó. Mà thấy đường thơm á. Ừ. Còn đường ta bán. Lấy gà, để gà đó vô. Từ về ừ. Mua mớ gì ăn? Dạ 3 kg. Đừng đá là nhỏ chết. Vỏ cho ổng đi để ông thôi ổng nói để ông bao nữa để ông bao ổng cự nữa lên trên ổng cự nữa thương lắm mới tặng cho này để đâu nè kiếm cái bao nè đừng vô nè kiếm bao đừng vô ta chút này mãi không à? Trời ơi để vô đi gần hơi lấy thuốc nước thuốc là chăm đó chăm lỗ đó cái này nè. Đừng cháy bao trời ơi nhầm gì chút xíu được rồi mũi chích tao không chết này nè không được gãi nữa. Anh kêu tặng luôn cho ảnh đi. Rồi. Cột câu để mà vui dạc của đó đi chút em về. Thôi bác con gà tre con gà tre được rồi bác chuyến sau đi gỡ gà khác cho mười con à sắp qua sắp lại được rồi cho nó rộng chở đầu qua đầu lại á ừ nằm ngang á
chưa cháy đâu bà ơi. Cháy đâu cháy. Có thấy đèn thùng đèn gì đâu. Chỉnh rồi ơi. Tắm vô. Vô lấy sạc kia kìa. Cháy luôn hay gì rồi? Cháy gì? Vô mà. Vô để lấy sạc kia đây. Thấy đường nó đủ má mắt miếng. Rồi đó, vô rồi đó. Vô đâu? Mới vô nhìn trái đèn chơi chơi vậy. Không phải cái đèn đâu, nó có cái kia là mới được. Đèn nó cháy mới vô đâu mà. Rồi dắt bò lên đi. Nè. Không có vô rồi thấy không? Con đứt mũi xả hồ. Bò nào đứt mũi vậy? Mỗi nhà đâu hết rồi. Lấy dây gì đó, dây gì đó xỏ ngang đỡ cho nó đi. Chứ không có dây mũi sao được. Nhiếm, nhiếm cái đầu mày. Bự và nhỏ đứt dây mũi vậy. Bự nào? Bự trong phải không? Bự cặp lớn đúng không? Thử lấy dây đó. Lớn không phải cặp bò lớn mà có con bò bắt chỗ bò bốn con á, chỗ nhà hai nhà chơi hai nhà khác nhau đó. Bốn con hả? Bắt bốn con mà hai nhà chơi lên đó. Cho gà tre còn đôi gà cái nồi nữa. Cái chỗ trốn nước hả? Á à, sao tới đứt với mũi dữ quá. Gì thôi mà không hiểu. Làm sao xỏ được? Đây nè, gì nè. Lấy hai tay á, hai ngón tay nè bấu vô cái lỗ mũi nó một cái là sọt ăn cái nhọn nhọn đó, nó đau không đó? Sắp qua sắp lỡ đi tà ơi. Con bên đây con bên kia chở đầu á. Trời ơi nó năng. Đồ má gà cho nó một con. Nó năng nỉ xin cặp thấy thương vậy à. Thấy thương vậy à. Thương thằng em ruột quá trời thương rồi. Thấy thương vậy à.
cái này là tài. Con này nè, con này trước nè. Khoan. Vào này nè. Con này với con kia con đi thứ hai á là một cặp đó đó. Xong chưa? Rồi dắt lên luôn đi. Ừ, dắt hai mồi sừng đó này, dắt hai mồi sừng trong đó đó. Thôi. Má mò đẹp hết sức đẹp luôn. Sáu con hả anh Huệ? Còn bốn con nữa. Hai con đúng không? Hai con nữa gọng rồi. Á bò vậy vậy là đẹp không? Hạ bẩn xuống đây. Con anh Huệ đi hả? Má phải rảnh rảnh đi theo Huệ chơi. Có không đâu ơi.
Lên trển gặp em ruột trắng.